Cô ấy hoàn toàn không nhớ gì về những chuyện trước đây. Suốt một thời gian dài, tôi đã cố gắng đi tìm cô ấy. Thật không ngờ cô ấy lại ở đây. Chúng tôi mới trở về đây, cho nên không tìm thấy là phải. Năm ấy tôi gặp cô ấy ở trong rừng, vì vậy tôi đưa cô ấy đi điều trị. Nhưng khi khỏi, cô ấy không còn nhớ bất cứ thứ gì trong quá khứ. Thùy Chi, Thùy Chi, làm cái gì vậy? Bỏ ra! Là anh đây, anh bên đây mà. Nếu anh ấy thực sự là người yêu của em thì tại sao khi gặp lại em lại chẳng có chút cảm giác gì nhỉ? Anh thấy người đó thật sự rất quan tâm em. Sao anh sang đây sớm vậy? Cả đêm không ngủ được, cho nên tôi muốn đi tản bộ sớm thôi. Tôi cảm thấy mọi thứ giống như một giấc mơ vậy đó. Anh yên tâm, và tôi ở đây xác nhận với anh, đây không phải là một giấc mơ.